Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Miss My English, học tiếng Anh từ số 0 đến B1 quốc tế. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn phần listening, phần nghe của chứng chỉ B1 Cambridge. Nếu các bạn đang muốn thi B1 và các bạn còn chưa biết là phần nghe chúng ta sẽ phải nghe những gì, nghe bao nhiêu câu, nghe bao nhiêu phần, chúng ta cần đạt được bao nhiêu điểm để có thể đạt được chứng chỉ B1, thì đây chính là video dành cho bạn. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nha. Thi B1 Cambridge và phần nghe thì chúng ta sẽ có 4 phần 25 câu và các bạn sẽ thi trong vòng khoảng 30 phút. Sau đó các bạn sẽ có khoảng 6 phút để chúng ta chuyển đáp án từ cái đề bài sang cái phiếu trả lời. Ok, thế thì chúng ta sẽ có 4 phần. Phần 1 là các bạn sẽ có 7 câu hỏi, phần 2 6 câu hỏi, phần 3 6 câu hỏi và phần 4 cũng là 6 câu hỏi. Phần số 1 là chúng ta có 7 câu hỏi trắc nghiệm, 3 lựa chọn và mỗi câu hỏi các bạn sẽ có 3 bức tranh. Phần này chúng ta cần làm gì? Đó là các bạn cần xác định thông tin chính trong 7 đoạn độc thoại hoặc là đối thoại ngắn và chọn hình ảnh đúng. Phần số 2 là các bạn sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm, 3 lựa chọn. Thì ở đây các bạn sẽ nghe 6 đoạn hội thoại ngắn với 6 tình huống khác nhau. Và các bạn nghe để chúng ta hiểu được ý chính của mỗi đoạn là gì. Phần số 3 là các bạn sẽ nghe một đoạn độc thoại và các bạn sẽ hoàn thành 6 chỗ trống. 6 chỗ trống. Mỗi chỗ này các bạn sẽ chỉ điền một hoặc là hai từ thôi. Chúng ta điền rất là ít từ thôi đúng không ạ? 6 chỗ trống, nghe và điền chỗ trống còn thiếu. Phần số 4 là các bạn sẽ có 6 câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn ABC. Và các bạn sẽ nghe cái gì? Phần 4 này chúng ta sẽ nghe một cuộc phỏng vấn để hiểu chi tiết, xác định thái độ, quan điểm của tác giả về một cái chủ đề gì đó. Ok, phần 4 sẽ luôn luôn là một cuộc phỏng vấn, được chưa ạ? Ok, thế là tổng là các bạn sẽ có 25 câu hỏi. 25 câu hỏi. Thế thì nếu mà mình muốn đạt được B1 thì mình cần đạt được bao nhiêu điểm? Thì ở đây chính là quy đổi điểm sang quy đổi số câu đúng sang số điểm và trình độ tương ứng mà các bạn đạt được. Ở đây bắt đầu từ 6 câu thì các bạn sẽ được tính điểm là 102. Ok, 11 câu là các bạn sẽ đạt được 120 điểm tương đương với lại trình độ A2. Bắt đầu từ 17 câu, nếu các bạn muốn đạt B1 các bạn cần đạt được 17 trên 25 câu để chúng ta đạt được 140 điểm tương ứng với B1. Và cái điểm cao nhất mà các bạn đạt được đó là 25 câu thì các bạn sẽ đạt được 170 điểm. Ok, thế là chúng ta sẽ cần ít nhất là 17 cho đến 22 câu để các bạn đạt được khả năng B1. Còn nếu như mà khả năng của chúng ta rất là xuất sắc thì các bạn sẽ đạt được từ 23 cho đến 25 câu là các bạn sẽ đạt được 160 đến 170. Thì ở đây là các bạn sẽ được level B2, được trình độ B2 chứ không phải là B1 nữa. Ok, thế là các bạn sẽ cần ít nhất là đạt được 17 câu để chúng ta có thể đạt được 140. Thế là chỉ được phép sai tối đa là 8 câu thôi đúng không ạ? Ok, thế thì cái phần nghe này là các bạn sẽ được kiểm tra những cái gì? Thứ nhất là các đoạn hội thoại ở nhà hoặc là những người bạn với nhau. Thì cái này nó sẽ xuất hiện ở trong phần 1 hoặc là phần 2. Thứ hai là các thông báo trên đài là phần 1 và phần 3. Các phần của cuộc trò chuyện thì nó sẽ là phần 3. Các trao đổi trong cửa hàng, cửa hiệu. Ok, thì nó sẽ xuất hiện trong phần 1 này. Các trò chuyện cung cấp thông tin hay chương trình phát thanh thì thường xuất hiện trong phần 3. Phần 3 nó sẽ là một cuộc độc thoại, thường là như thế. Ok, hoặc là cũng có thể là phỏng vấn. Các cuộc phỏng vấn với các cuộc phỏng vấn nó sẽ là phần 4. Đúng không ạ? Các cuộc phỏng vấn với câu hỏi từ người dẫn chương trình trên đài thì nó sẽ là phần số 4 này. Và các tin nhắn được ghi âm lại, các tin nhắn ấy thì là chúng ta sẽ có phần số 1 hoặc là phần số 3. Thế là các tình huống này nó rất là đa dạng đúng không ạ? Và thi B1 là người ta sẽ kiểm tra các bạn cái khả năng chúng ta dùng được tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày. Cho nên là các tình huống rất là đa dạng như thế này. Ok, thế thì chúng ta sẽ phải luyện những cái phần tương ứng như thế này luôn. Chú ý là phần ghi âm có thể bao gồm nhiều giọng điệu khác nhau của người bản xứ. Cho nên là các bạn hãy luyện nghe nhiều giọng nói tiếng Anh khác nhau. Ví dụ như giọng Anh, giọng Anh Mỹ hoặc là giọng Anh Úc, ví dụ thế. Ok, thì nó sẽ hơi khác nhau một chút đấy đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ có được nghe hai lần, đúng không ạ? Nghe hai lần. Và các bạn cần tận dụng hai cái lần nghe này để chúng ta xác định chắc chắn là mình đã chọn được đáp án đúng. Ví dụ lần 1 mình nghe còn chưa chắc lắm thì thần lần số 2 sẽ nghe thật là cẩn thận để xem là đáp án là gì. Và khi đã hoàn thành bài thi nghe thì các bạn sẽ xem lại phần ghi chép các đoạn hội thoại để tức là khi chúng ta luyện ở nhà ấy là các bạn sẽ xem cái kịch bản để xem là gì ạ? Là những từ khóa là gì, mình đã nghe được các từ khóa đấy chưa? Chúng ta xem là các từ gợi ý để xem câu trả lời là gì. Các dấu hiệu dễ khiến bạn sao nhãng. Tức là phần thi nghe này nó sẽ có những cái đáp án mà nó sẽ gây nhiễu, nó sẽ làm cho các bạn sao nhãng và chúng ta bị chọn nhầm đáp án, không chọn được đáp án đúng. Cho nên là chúng ta sẽ đọc cái kịch bản để xem là từ nào đồng nghĩa với cái gì để mình chọn được đáp án đúng, tại sao đáp án kia lại sai. Ok, và các bạn sẽ có 6 phút để chuyển đáp án sang phiếu trả lời. Thì lưu ý là phải chuyển chính xác, đúng không ạ? Mình chọn A thì mình chuyển đúng đáp án A sang, đúng không? Hoặc là phần số 3 là chúng ta phải viết từ, thì các bạn nhớ là chúng ta phải viết đúng chính tả này. Đúng chính tả là chỉ thiếu một chữ S ở cuối thôi là cũng
thì có thể bị sai. Và các bạn nhớ là phần số 3 là mình sẽ viết in hoa ở trong cái phiếu trả lời. Ok, rồi đây là tất cả về phần thi nghe B1 của chúng ta. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ có 25 câu, 4 phần. Và mình cần đạt được ít nhất 17 câu để có thể đạt được khả năng B1. Ok, và các bạn hãy luyện tập thật nhiều và chúng ta sẽ có thể làm tốt nhất phần nghe, được không ạ? Rồi, các bạn muốn làm tốt các cái phần 1, 2, 3, 4 thì các bạn hãy click vào link để chúng ta xem video tiếp theo là phần hướng dẫn của phần số 1, phần nghe số 1, listening part 1. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.